Thưa quý vị, bức tranh triệu đô của Picasso đã thuộc về một thanh niên Hoa Kỳ với giá là 100 euro, tin từ Paris. Vào hôm thứ Tư vừa qua, một bức tranh trị giá triệu đô của danh họa Pablo Picasso đã được bán cho một thanh niên 25 tuổi quốc tịch Hoa Kỳ với giá là 100 euro, thông qua một vòng chơi xổ số từ thiện trực tuyến. Theo người thắng cuộc là Jeffrey Gonano cho biết, anh đã vô tình biết đến cuộc thi sau khi đọc được tin tức về bức tranh Man with Opera Hat của Picasso được treo giải bởi hãng đấu giá Sotheby's tại Paris. Cuộc thi xổ số nói trên đã được lên ý tưởng bởi cháu trai của danh họa Picasso là Olivier Picasso và toàn bộ số tiền thu về sẽ được sử dụng để tài trợ cho chương trình bảo tồn Tyre, một thành phố cổ ở Lebanon ngày nay. Tờ vé có số là 747815, được lựa chọn ngẫu nhiên từ 50.000 tờ vé số, đã trở thành tờ vé số may mắn nhất. Theo các nhà tổ chức cho biết, thành phần khách hàng tham dự có rất nhiều người đến từ các nước khác nhau, từ Pháp, Đức, Iran và Kyrgyzstan. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia dẫn đầu về số lượng bán vé. Bức tranh có tên là Man with Opera Hat được Picasso vẽ vào năm 1914 và từng được mua lại bởi một phòng tranh ở New York. Theo ban tổ chức cho biết, họ đã chi ra một khoản tiền là 1 triệu Mỹ Kim để có thể sở hữu bức tranh này. Mặc dù đã giành được chiến thắng là một bức tranh trị giá cả triệu Mỹ Kim, tuy nhiên Gonano đã hứa là sẽ bảo quản bức tranh một cách trân trọng thay vì là đem bán lấy tiền.